Đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Đón dâu chứ không còn để thành hôn nữa. Chúng ta đã thành rồi, bên hôm nay một bên đưa bên đón thì chúng ta rất vui mừng. Thì đã để sau cuộc sau lễ tiến gần cái hôn sự cho hai cháu. Xin thay mặt cho nàng gái tôi chấp nhận cái phần lễ trên ống dấp cúng gia tiên, sau đó là hai bên xuôi gia một chung những mặt thắng tờ cho xuôi nghĩa. Giờ cái phẩm vật em có gì thì trước hết xin phép bên hội này cái bên nhà trai chúng tôi có bà ngoại của chú rể, cái này giới thiệu phải không? À, giới thiệu bà ngoại chú rể, ông xui bà xui đây. Dạ, đây là ông cậu. Ông cậu hay là cậu, cậu của cháu này? Ông cậu này. Dạ, là đây mới là cậu. Dạ, là đến cái lễ đón dâu. Đón dâu. Xin lễ phan tình hả? Bây giờ anh tình cho tôi biết cái vấn đề phẩm vật mấy năm vật có gì đó. Dạ. Tình cũng giả thiên nè. Quay mặt qua đây. Dạ, con có chụp cái dĩa. Rồi, con có. Đi xuống. Con gọi đi. Chị là Mỹ Bà, hai bà Sáu, cũng là cha mẹ rồi. Cháu dâu. Thì hôm nay nhà trai đến để tiến hành cái lễ đón dâu, có đem một số phẩm vật tiên có 6 mâm, trong đó có 2 mâm nghi thức lễ, mâm chuột ngã cho cô dâu trước khi về chồng, mâm cầu cao theo nghi thức là 4 mâm bánh trái trà rượu. Xin thông báo cho quý bà với anh Xu Gia cháu Đào á biết thay mặt cho gia đình những cái phần lễ này để tiến hành chúng ta cũng gia tiên cũng tự tục. Phần trong gia đình đó con đem cho cái mâm cầu cao để tại bàn, cái mâm quần áo đem vô đưa cho con dâu nó chuẩn bị để lát nữa là cái lễ hợp tẩn. Còn phẩm vật thì để ra đem lên bàn thờ trình kiến gia tiên và đem trình bày để thiết mừng để khách hay nó. Chúng ta nào ăn cái ông bà biết trước rồi mới kêu cô dâu ra nhận kêu thắp lễ mà. Mình tập trung đi hết, bên kia không có cứ nào mà hết không? Cái phẩm vật thì là có cái này xin lễ. Sợi dây chuyền, cái này hai cháu nhận, hai cháu nhận với sợi dây chuyền không? Dây chuyền vàng. Nhẫn để cháu có đeo cái nhẫn, hai cái nhẫn, còn cái này là dây chuyền, dây chuyền vòng tay, vòng tay, và số tiền gửi cho hai cháu về gia đình. Cái này tôi muốn hỏi nè, tiền này để cho hai cháu hay là tiền để trình cái rễ thân dụng? Dạ, cho hai cháu. Vậy thì tiền để cho hai cháu thì anh để riêng đó đi. Lát nữa hai cháu nó làm cái lễ hợp tẩn xong trước hai họ. Xui ra mấy ấy bên họ trai đó cho con chồng cái rễ của mình. Thì thông báo cho quý vị trong họ nhà gái á, quý bà nè, cha mẹ nè, hôm nay á trai đến cái phần lễ phẩm thì ông đã nhận rồi, đang trình cúng gia tiên, lát nữa đem lên đây để đàn hai họ. Cái phần xính lễ á là nữ trang cho cô dâu á, cô bóc, sau đó là cái tiền và một chiếc giấy tiền, một cái nhẫn, tất cả là 4 món để cho quý bà quý vị trang trọng cô dâu biết. Chụp hết đã, chụp qua.
nhân đây xin phép thầy con cho con với chị nó ra nó nhận xin lễ này. Sâu xuống không? Hôm nay thì cái phần kính lễ của nhà trai đến đây để đón dâu cho con. Bên tai của nhà ảnh con nhà mang dặn người trước khi là mời con Liêm. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui. Rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thôi, cái này xong, cứ bật lên, kế tiếp đi là cái bỏ. Lâu quá, cứ bật lên.
đỡ. Hôm nay cũng có số bà con trong cái họ của cháu nhân đây cháu rể quý anh thì đã về trên kia rồi làm cái lễ họ bên nhà trai thì các anh giới thiệu hôm đây á cháu rể có biết trong số ở đây thì bà ngoại chắc biết rồi chứ gì cha mẹ vợ biết đây là bà sáu cũng như bà sáu hai bà cô với bà gì con cũng biết ông để qua xuống à, sáng ngày sáng ra mắt cho để hướng về con dâu cũng vậy ông cứ về nhà trai bên kia không biết cha mẹ chồng ông cậu thăm chút ông cậu với bà ngoại với cậu này đây tiếp theo á ông dân trà chút rượu không biết bây giờ quý vị có tiếp tục hay không từ đây cho cháu lấy con rốc con ra không á sĩ đó chủ cửa chấp nhận mà con nghi ngờ mà mời ba mẹ luôn hay sao ba mẹ được mời chào ba mẹ rồi nghe tắm rồi tắm được rồi đó rồi không, từ ba một cái quà của cha mẹ cho con thì sao đấy cái này nó là ngoại lễ sao không bỏ chứ hôm nay là đồ thơm nhà con lắm nha chúc cái con luôn luôn hạnh phúc nha là nhớ luôn có ngày này có ngày do đó nếu có cầu cao thì phải có phản bái nha phản bái thì ba hôm sau gọi là giảm lì hỉ là để lại mát còn miền Nam thì miền Đông Na nói là phản bái vậy thì bây giờ sau ba ngày quý anh có muốn xuống đây để làm cái lễ này vui cho hai họ hay là gì công an sẽ làm để diễn làm cái lễ này tôi biết tôi biết nhưng mà xin phép cái này thật ra thì để mấy anh chị nói chứ mà tôi dài ra nhưng mà thấy gì thành phố công an hiện tại của các giáo viên kể bước vô trong mới hả mình làm trước gia tiên thì có khó làm trước mà thôi đây đâu vậy đó đây nó con em xin đưa anh về ngước lên cao cao cho nó vui vẻ em xin đưa anh về
trên đèn trăng treo tút trên cao ánh sao trưng muôn ngọn nến lập loè đong đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng em theo anh đi về đưa cho ông Tám mày để lên bẩn rồi Tám à đi dự lễ bái diễn giả bạn bái cho các cháu chúng ta đã thành lễ trong cái phần nghi thức với tư cách là của ông bà chúng ta chấp nhận điều này thì tôi mời anh một chút 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 thôi nha tôi dùng nha. Thứ hai của nó. Cao dâu. Và cho con trước khúc đường ngựa. Nó vừa thôi đừng lạc quá. Tay để nó qua cao cao lên xíu hơn. Hoàn tất tới đây thì để cho cô thầy có thời gian rải nhà chúng tôi xin phép lên làm gái lúc cô dâu về nhà. Con cái này nha. Hỏi cho biết rõ ràng. Thì bây giờ thông báo chung cho gia đình bên mọi nhà gái nè. Ai chuẩn bị mà đi đưa đón con em con cháu của mình về với gia đình á thì chuẩn bị cái trang y phục đi. Ta lên đường. Nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu
con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nào. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn đến họ. Xinh xắn bên họ hàng.